Các bạn ơi, mình tàng hình rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip chơi game tiếp theo của mình nha. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay tiếp tục series game thử thách làm 10.000 cách tròn cô giáo của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái clip này. Và hôm nay mình sẽ chơi đến cái bàn thứ hai, đó chính là màn rắc ớt vào trong bát mì tôm của cô giáo nha các bạn. Ok. Cô giáo rất thích ăn mì tôm nha. Cô giáo thời học còn là sinh viên, cô giáo cực kỳ thích ăn mì tôm. Trong nhà cô giáo lúc nào cũng phải có một thùng mì tôm rất là to và bự. Đó chính là mì tôm Hào Hào nha các bạn. Các bạn biết vì sao mà mình lại biết cô giáo thích ăn mì tôm Hào Hào không? Bởi vì cô giáo thích mặc áo màu đỏ các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, đấy màu đỏ này. Mì tôm Hào Hào nó cay. Cô giáo thích mặc áo màu đỏ chứng tỏ là cô giáo thích ăn đồ cay. Đấy, cho nên hôm nay mình sẽ rắc ớt vào tô mì tôm của cô giáo nha các bạn. Ok, bây giờ mình đang đi vào. Và nhà cô giáo như thường lệ vẫn không khóa cửa để cho mình đột nhập vào một cách quá đơn giản. Bây giờ mình sẽ biến tấu cái cách tròn của mình nó khác đi, các bạn sẽ thấy nha. Ui chết rồi, cô giáo khóa cửa rồi. Bây giờ mình sẽ phải bẻ khóa, đập hộp mở vòm để chui nhà cô giáo. Bây giờ phải đi kiếm cái. Bây giờ mình sẽ không cần đột nhập vào luôn, mình vào trong phòng cô giáo bằng cái cánh cửa chính luôn. Đây các bạn ơi, đây nè, chính là cái này đó. Bây giờ mình sẽ vào mình mở cửa nhà cô giáo nha các bạn. Đường đường chính chính đi vào, không cần gì phải đột nhập luôn. Mặc dù là vẫn bẻ khóa bình thường. Ok, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy mình tròn cô giáo như nào nha. Đây, mình sẽ vào cái phần chợ này. Và mình sẽ mua. Đó chính là các bạn biết gì không? Mình sẽ cho cô giáo ăn ong nha các bạn. Đây này, con ong này các bạn này. Một tổ ong to đùng. Một tổ ong siêu to khổng lồ. Và cô giáo vừa ăn mì tôm và vừa ăn ong nha các bạn. Ok, mua luôn. Ôi trời ơi, cứu, happy, help me, Chumina. Ui trời ơi, rồi xong phim luôn các bạn ơi. Chết rồi, tèo rồi. Các bạn ơi, mình quên một điều ấy là cái lúc mà mình bắt ong ấy, mình lại quên không đeo găng tay. Bảo sao mà mình bị đốt sưng hết cả mặt rồi. Đấy, bạn thấy không? Chính vì hôm nay bị đốt sưng hết mặt cho nên là mới đau quá, phải quàng khăn đỏ trên mặt. Nó đau quá anh em. Ok, bây giờ mình sẽ cho lại nha anh em. Quả vừa rồi là hơi bị thất bại đấy. Đây, mở cửa ra. Không biết lần này cô giáo đã khóa cửa chưa hay là mình vẫn à, mình vừa mới bẻ khóa xong rồi thế nào mà cô giáo này vẫn còn cái khóa đây là sao? Thôi được rồi, mình sẽ bẻ sau nha. Bây giờ mình sẽ mua cái găng tay cái đã. Đây, chính là cái này. Ok, sử dụng găng tay này. Và sau đó mình sẽ mua một, à không phải một mà là à 4 tổ ong đi. Ít nhất là 4 tổ ong. Đấy, mình sẽ mua thêm nha anh em. Đấy, đấy. Rồi, 4 tổ ong luôn anh em thấy không? Đấy, mình có bao tay rồi, ong không đốt được mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ không đi vào cổng chính nữa. Mình tức rồi, mình không đi cổng chính nữa, mình sẽ đột nhập. Ôi, nhưng mà chết rồi, cô giáo chặn cửa rồi. Thôi xong rồi. Ui, tôi xong, hết đường đi rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ nhảy lầu nha anh em. Mình sẽ đột nhập vào nhà cô giáo bằng cách đi lên trên tầng 2. Đấy, ôi rồi, ôi. À đây rồi. Chính tỏ cô giáo cũng không thể khôn bằng mình. Chính tỏ mình vẫn khôn hơn cô giáo các bạn ạ. Đấy, ok, quá đơn giản. Cô giáo khóa tất cả các cửa nhưng mà không hiểu sao còn đúng một cửa để cho mình vào. Công nhận cô giáo khôn thật. Ok, bây giờ mình biết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Ui, cô giáo đọc sách xong, cô giáo đi ra ngoài rồi. Chạy. Thực sự ấy, mình chơi game này nhiều nhưng mà mình vẫn không biết hành tung của cô giáo đang đi ở đâu luôn ấy. Bởi vì, ấy kìa, bà kìa, bà đằng sau này. Hay quá, may là quả đấy mình vào trong nhà nhanh nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt tổ ong ở đây nha các bạn. Đây này, đây chính là cái tô mì tôm của cô giáo này các bạn ơi. Mì tôm Hảo Hảo. Ui, chạy. Ui, giật mình quá, chạy. Đấy, bạn thấy không? Mình đã bảo là mình đột nhập vào nhà cô giáo rất nhiều rồi nhưng mà không hiểu sao ấy. Mỗi lần vào là kiểu gì cô giáo cũng biết và cô giáo đuổi mình té khói luôn. Sợ lắm các bạn ạ. Ôi, chui xuống hầm nhanh. Đóng cửa vào. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem mình tròn cô giáo vui nào nha các bạn. Bởi mình thử thách 10.000 cách để tròn cô giáo. Ui, chạy rồi. Help me, Chumina. Help me, cứu tôi với. À, trời ơi, cô giáo bị ngáo rồi. Cô giáo của chúng ta đã đi ra ngoài. Và cô giáo đã không biết mình đột nhập vào nhà cô ấy.
đi ra má lại vào trong kìa. Đây 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 đây. Ok, bây giờ mình sẽ cho thứ nhất một tổ ong tại vị trí chỗ ngồi của cô giáo. Đây. Các bạn nhé. Chiu. Ui. Đây này. Ui, các bạn nhìn hay không chưa kìa? Ui, tổ ong bay lên. Ui. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Mình bảo rồi, mình làm cái series này sẽ khiến cho các bạn những cái điều rất là thú vị luôn. Tổ ong bay lơ lửng nè. Thấy thích không? Tí nữa cô giáo vào rất là ngộ luôn đấy. Ok. Bây giờ cho một phát ở trên bàn nữa nha. Đây. Chiu. Ấy ui. Ui, mình ném chuẩn chưa kìa? Ui. Ui. Các bạn thấy vui không? Mình rất thích luôn ấy. Đấy. Các bạn thấy không? Chơi game này ấy, chúng ta phải nghĩ ra nhiều những cái trò vui khác ấy thì là cảm giác này game này mình chơi nó sẽ thú vị hơn các bạn ạ. Các bạn thấy thú vị hơn thật đúng không? Ui. Mình đang cố gắng ném trúng cái ghế các bạn nhé. Chiu. Ui trời ơi, không trúng ạ. Chiu. Ui, không trúng luôn. Chán ghê. Chiu. Trời. Trời ơi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nhá. Chiu. Ui, tao bị tụt xuống thôi. Mình sẽ ngồi xuống nha. Ôi. Không được rồi. Mình sẽ nhảy lên bàn. Ui. Ui. Các bạn ơi, các bạn nhìn găng tay cái găng thương găng tay bị tung vào kìa. Thôi, mình sẽ cố gắng tranh thủ mình sắp đặt cái. Ê, cô giáo. Chạy thôi. Trời ơi, cô ơi đừng đuổi em. Em không muốn bị tóm lúc này đâu. Bạn thấy không, buồn cười chưa này. Ngang tay bị tung cả ngang tay nhưng mà ong chưa đốt mình luôn ấy. Chạy, ui, ui. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Rồi xong, mình đã đánh lạc hướng cô giáo nha anh em. Anh em thấy cổ tổ ong mình lơ lửng buồn cười không? Nhảy đây. Đấy. Chiu. Ôi, thôi được rồi, mình sẽ để kẹp ở đây nha các bạn. Mình sẽ để kẹp ở đây nha. Và một tổ ong nữa mình sẽ để trên bàn nha anh em. Đây. Chiu. Rồi. Các bạn nhìn thấy buồn cười không? Ok, bây giờ mình sẽ cho tương ớt vào bát mì tôm của cô giáo nha anh em. Bắt đầu nha, tương ớt đâu nhỉ? Đây, tương ớt đây rồi. Không biết là rắc tương ớt hay là rắc cái gia vị ta? Hay là rắc cái này nhỉ? Hình như rắc tương ớt là mình phải rắc hai cái, đúng không? Mình rắc hai cái nha. Bây giờ mình sẽ rắc cái tương ớt trước nha anh em. Chiu. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái gia vị này các bạn này. Đấy, là để trộn nó lên, để trộn nó lên. Chứ không là cô giáo sẽ phát hiện ngay. Nào đâu rồi? Ô, không phải cái này ta. Hay cái này nhỉ? Cái này à? À đây cái này. Đúng không ta? Ui, chết. Cố gắng rắc nha, rắc nha. Ui. Các bạn ơi, mình tàng hình rồi. À, mình biết rồi. Chính tỏ là khi mà mình sử dụng 4 tổ ong như này ấy, thì mình đã trở thành một người tàng hình. Ok, như vậy là mình đã tàng hình và cô giáo không bắt được mình luôn. Các bạn thấy mình giỏi không? Quá giỏi luôn. Nhưng mà có một cái là bây giờ là mình không rắc được thêm nữa các bạn ạ. Chứ nếu mà các bạn để ớt như này thì các bạn sẽ thua ngay lập tức. Hình như là mới đầu vào chúng ta. Đây rồi, cô giáo này các bạn ơi. Mình tàng hình rồi, cô giáo không phát hiện ra mình này. Ố, mình tàng hình luôn này. Mình tàng hình rồi. Nhưng mà ui giời. Các bạn ơi, chứng tỏ một điều, hôm nay mình đã cho các bạn thấy một rằng một điều ấy là mình đã trở thành một người tàng hình mà cô giáo không phát hiện ra mình nha các bạn. Đó là điều thú vị ở cái series game này các bạn nhé. Nhưng có một cái là mình đã cho sai, đó chính là mình phải cho cái hình như cái lọ gia vị chứ không phải lọ ớt nha các bạn nhé. Phải cho lọ gia vị vào. Nếu chúng ta cho lọ ớt cô giáo sẽ phát hiện ra. Đó, như chính tỏ là mình đã tàng hình mà cô giáo đã không phát hiện ra. Chỉ có mỗi là nhiệm vụ mình hoàn thành chưa được hoàn thành thôi là mình đã bị cô giáo phát hiện là có ớt thôi. Còn đâu là cô giáo không phát hiện ra mình nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào để mình cho cô giáo thêm một lần nữa nha các bạn. Các bạn thấy cái series này của mình vui không? Nghĩ ra rất là nhiều cái thú vị luôn. Mình bảo rồi, mình nghĩ ra nhiều cái thú vị cực kỳ luôn ấy. Mình biến tấu cái game Scary Teacher này, nó cảm giác nó vui hơn, nó vui nhộn hơn thật sự luôn. Lần này thì mình sẽ quyết định là mình đi trực tiếp vào nhà cô giáo các bạn nhé. Mình sẽ xin phép cô giáo đàng hoàng nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục là bẻ khóa. Đấy. Xin phép cô giáo bằng cách bẻ khóa. Ok, cô giáo đang ở trong kia. Chạy thôi. Bây giờ mình sẽ mua thêm 4 tổ ong nữa nha các bạn. Đi thôi. À đấy, cô giáo đang vào trong cái phòng mà đợt trước mà cô giáo rủ người yêu vào để trong đấy để ăn tối ấy. Về sau mình sẽ cho trong đấy mới vui các bạn. Ok. Rồi, mua thêm cả găng tay nữa nha. Tiếp theo là nhanh nhanh nhanh, cô giáo này đang ngủ rồi. Cô giáo này giận một phát là cô giáo phát hiện mình ngay.
Ok, bây giờ một phát ở đây nhanh em. Chiu, ui trời, không bay nữa. Chiu, ui. Các bạn ơi, lần này không bay luôn đấy. Chiu, ui trời. Rồi, mình sẽ để đây nha. Rồi, một phát ở đây. Không bay thì thôi. Chiu, rồi. Cho phát đây nữa. Ý, hay không? Mình sẽ cố gắng cho nó bay nha. Ui, các bạn ơi, lần này không bay nữa rồi. Hiếm lắm nha các bạn, hiếm lắm nha. Không phải lúc nào cũng làm được đâu nha. Đâu phải lúc nào cũng cho cái tổ ong nó bay lơ lửng được như cái lúc đầu đâu. Thôi được rồi, mình sẽ để như này nha anh em. Bây giờ mình sẽ lấy cái lọ nào ta. Đây. Chính cái lọ này. Lấy luôn cái lọ ở bàn này này. Sắp vào đây. Chiu. Ui. Chạy. Tăng hình. Ui. Chạy. Lần này cô giáo biết mình ta. Ui. Anh ơi. Cô ơi ta em. Chạy. Chết rồi. Pháp thuật không hiệu nghiệm. Ui. Trời ơi, cô giáo bóp cổ mình chết tươi chết anh đạch rồi. Rồi ok, mình đã trở lại và lấy hại hơn xưa. Các bạn thấy không, như vậy là phép thuật của mình chỉ làm được một lần thôi. Mình hết phép thuật rồi các bạn ạ, hết năng lượng rồi. Không còn năng lượng để tàng hình nữa. Bây giờ cô giáo bắt tóm mình vừa đấy, cô giáo bóp cổ mình, may mình thoát được ra các bạn ạ. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã trộn cho cô giáo một cái, không biết là lọ hạt tiêu hay lọ muối hết. Thì tính cho cô giáo sẽ ăn đấy nha các bạn. Đấy, Trốn. Cô giáo đang ở dưới tầng hầm, mình chắc chắn luôn. À, bỏ cái bẫy ra. Ôi, nhưng mà cô giáo khóa cửa rồi này. Trời ơi, bà ấy không cho mình thoát luôn đấy. Thôi được rồi, mình sẽ chạy ra đây thôi, đơn giản mà. Có gì đâu. Ôi, bà kia, chạy. Ui. Chạy. Đánh nhanh. Đợi bà vào thưởng thức cái món mì tôm của bà ấy. Chuẩn bị nha anh em. Mình sẽ đứng đây nhá. Đâu rồi, cô đâu rồi. Rồi, cô vào ăn đi. Cứ vào ăn mì tôm, ong của cô đi. Em sẽ tặng cho cô rất là nhiều con ong luôn. Ăn đi cô, ngon lắm cô ơi. Ăn đi cô, húp đi cô. Ngon lắm, ui. Ui, tắc cổ, ok, tắc cổ. Ui, đeo ơi. Bà lôn ra màu vàng chứng tỏ là con ong của mình đã bâu hết vào cái bát mì tôm của cô giáo các bạn ạ. Ok. Như vậy là xong nha các bạn. Và mình sẽ kết thúc cái video này và mình không còn gì để chia sẻ với các bạn nữa. Hẹn gặp lại các bạn cái vào video tiếp theo nhé. Thì video ngày nay mình đã cho các bạn thấy những cái điều thú vị mà mình đã tạo ra để cho bạn xem. Game Scary Teacher này nó sẽ có những cái điều thú vị gì nữa thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha anh em. Và nếu anh em thấy hay thì anh em hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chia sẻ thật nhiều để ủng hộ Pen TV Gaming nha. Bye bye.